kể ra lâu lắm rồi bọn mình cũng không đi chơi với nhau nhỉ. Ừ. Đồng nghiệp thì lúc nào cũng nói em thật may mắn vì có người yêu là diễn viên nổi tiếng. Nhưng mà sao em cảm thấy mình thật là bất hạnh quá đi. Anh tính như vậy nè. Anh muốn em mời đồng nghiệp của em đi ăn. Bao giờ thì bắt đầu đi hả Nhiên? Chắc là anh bắt em trên đường đi đấy ạ. Mọi người chịu khó chờ một lát nhá. Chị ơi, em thấy nhà mình cũng đợi lâu rồi, hay để em mang đồ ăn lên nhá. Em chịu khó đợi chị một lát nhá. Dạ vâng. Cảm ơn. Tưởng được gặp người nổi tiếng lại chẳng thấy đâu. Ừ thôi, diễn viên mà, phải ưu tiên công việc trước chứ. Yêu diễn viên xem ra cũng không đơn giản nhỉ. Giờ giấc ấy thì thất thường, lại còn làm việc trong một môi trường phức tạp nữa. Chứng tỏ là em Nhiên nhà mình là phải có tinh thần thép đấy. Nghĩ cũng khổ thân con bé, mời mọi người đến mà bị người yêu bỏ bom đi chăm lo cho một cô gái khác. Đúng là đàn ông nhỉ? Đàn gì mà chả thế. Bà Kim mà đẹp thế kia cơ mà, phụ nữ mình nhìn thích. Mà công nhận mặt có mách hãm nhỉ? Ấy. Thôi làm việc đi. Nhiên. Người yêu của người ta thì thích hoa, còn người yêu anh chỉ thích ăn thôi. Hy vọng chừng này đủ dằn vùng em. Em ăn. Em ăn đi. Ăn hết nha. Nhớ chừa lá ra. Sao tự nhiên anh lại đến đây vậy? Tại sao anh không được đến đây? Đến thăm người yêu anh, rồi mời người yêu anh đi ăn trưa. Không được à? Các bác xin lỗi tất cả mọi người bởi vì tối ngày hôm qua các bác không thể về sớm để mà chung vui với tất cả mọi người được. Rất xin lỗi mọi người. Trưa nay thì các bác muốn mời tất cả mọi người giống như là một lời xin lỗi. Tôi muốn mời mọi người đi ăn một cái món gì đó thật là ngon. Không bắt mọi người phải ăn cơm trưa văn phòng giống như mọi ngày nữa.